Theo đó, Phú Tài đang kỳ vọng hai mảng kinh doanh cốt lõi là gỗ và đá vẫn tăng trưởng khoảng 9% về lợi nhuận trước thuế trong năm 2023. Mức tăng trưởng này tuy không có quá mạnh nếu so với những thời kỳ trước đó, nhưng cũng là quá tốt trong một năm khó khăn như năm 2023, phải không cả nhà? Hello mọi người, lại là Hải đây. Tìm một cổ phiếu tốt để đầu tư năm 2023 quả thật là vô cùng khó khăn đúng không các bạn? Vì sao vậy? Bất động sản nè thì nó nát rồi. Chúng ta đọc tin đầy trên báo đúng không? Novaland rồi Hưng Thịnh rồi rất nhiều công ty là khi mà trái phiếu doanh nghiệp của họ đến hạn là họ không thanh toán được. Đó, và họ phải xin những người trái chủ để dời cái thời hạn trả gốc và lãi ra. Rồi cái nhóm thứ hai cũng rất là nhiều người chơi trong những giai đoạn vừa qua là nhóm ngân hàng. Thì ngân hàng mình cứ nghĩ là ok, nó vẫn còn tăng trưởng tốt đúng không? Nó vẫn tăng trưởng tốt mặc dù nợ xấu đang rục rịch tăng. Tuy nhiên nó chưa phải trích lập dự phòng. Thì chúng ta sẽ thấy ngân hàng trích lập dự phòng rất là nhiều vào cái nửa cuối năm 2023 này. Vì cái thời hạn nó tới mà người ta không trả được á các bạn, thì phải trích lập dự phòng thôi. Còn nửa đầu năm nay thì nó chưa tới hạn, nên ngân hàng có thể là lợi nhuận vẫn tăng ầm ầm. Tuy nhiên nửa cuối năm nay sẽ khá là xấu. Nhóm thứ ba mà mọi người cũng hay chơi là nhóm bán lẻ. Ví dụ như là Thế Giới Di Động, là P&J, là FRT nè. Thì năm nay cũng te thua các bạn. Đợt rồi bên mình có đi khảo sát một số cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận á, thì họ nói là những cái bill hồi xưa, những cái đơn hàng hồi xưa người ta mua là 10 triệu không à, bây giờ họ mua có 7 triệu thôi, tức là nó giảm rất là mạnh. Và cũng không chắc là cái đà giảm này nó sẽ ngừng lại trong quý 1 nữa hay nó sẽ tiếp tục trong những quý tới. Đó là cái sợ đó các bạn. Rồi ngành hàng điện máy đi. Ngành hàng điện máy thì trong quý 1 này rất nhiều công ty họ báo là điện máy giảm 30% so với cùng kỳ các bạn, tức là sức mua rất là yếu, trong khi điện máy là những cái hàng cơ bản thôi khi mà người ta cũng không dám mua các bạn. Rồi giờ tới cái nhóm xuất khẩu đi. Chúng ta có xuất khẩu dệt may nè, da dày là những ngành chủ lực của chúng ta nè đúng không? Xuất khẩu cá tra nè. Nhưng mà tất cả những công ty xuất khẩu đều thấy là cái sức mua trong cái nửa đầu năm rất là yếu các bạn, và họ không có đơn hàng. Điển hình là bạn thấy rất nhiều công ty dệt may da dày người ta cho công nhân nghỉ việc á, và mấy anh công nhân phải đi chạy ráp ở ngoài rất là tội các bạn. Đó. Thì xuất khẩu mà không có đơn hàng thì làm sao mà cảng biển có hàng thông qua được đúng không? Do đó cái nhóm mà cảng biển và logistics thì cũng te tua theo luôn. Năm nay nói chung là đa phần nhóm ngành sẽ khó, ngoại trừ một số nhóm ngành mang tính tiêu dùng, ví dụ như là sữa hay là bia. Nhưng mà tuy nhiên cái câu chuyện nó cũng không có rõ nét lắm đâu, và nó cũng khó chung à. Tuy nhiên trong một cái năm tăng trưởng kém á, thì định giá nó cũng sẽ thấp, và chúng ta sẽ dễ dàng mua được mức PE rẻ đúng không? Để chúng ta đầu tư cho kỳ hạn 1 năm, 1 năm rưỡi thì khi đó chúng ta sẽ có lợi nhuận tốt. Chỉ cần một cái sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh trong nửa cuối 2023 thì giá cổ phiếu chắc chắn sẽ bật rất là mạnh. Thì cổ phiếu hôm nay mình muốn giới thiệu với cả nhà đó là công ty cổ phần Phú Tài, mã chứng khoán là PTB. Trong cái thông báo gần đây thì PTB đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu tăng trưởng 3%, đạt 7.225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 10%, tức là dự kiến đạt 550 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2022 thì là cái năm mà PTB còn bàn giao phần còn lại của dự án Phú Tài Residence, nên họ mới book lợi nhuận bất động sản khoảng 107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Nếu chúng ta loại cái phần lợi nhuận từ bất động sản này ra thì lợi nhuận trước thuế năm 2022 chỉ khoảng 504 tỷ đồng thôi. Theo đó thì công ty Phú Tài đang kỳ vọng hai mảng kinh doanh cốt lõi là gỗ và đá vẫn tăng trưởng 9% về lợi nhuận trong năm 2023. Mức tăng trưởng này tuy không quá mạnh nếu so với những thời kỳ trước, nhưng cũng tốt trong một năm cực kỳ khó khăn như năm 2023, phải không các bạn? Thứ nhất là mảng gỗ nha. Công ty cho rằng quý 4 năm 2022 đã là đáy tồi tệ nhất của ngành gỗ và tình hình sẽ dần phục hồi trong quý 1 năm 2023. Đương nhiên là so với quý 1 năm 2022 thì quý 1 năm 2023 vẫn giảm khá mạnh. Tuy các đơn hàng không mạnh nhưng các cụm nhà máy của Phú Tài ở Đồng Nai và Bình Định đều đã hoạt động ở mức công suất cao. Chỉ có nhà máy Phù Cát giai đoạn 2 thì đang chạy một nửa công suất, và họ cũng dừng hẳn các hoạt động gia công ở các đơn vị khác do thiếu đơn hàng. Theo phía ban lãnh đạo công ty chia sẻ thì tình hình sức mua yếu đi làm cho các doanh nghiệp ở Mỹ đặt hàng theo hướng cầm chừng. Như những năm trước thì họ đặt các đơn hàng thường là trước từ 3-6 tháng, thì nay chỉ đặt trước từ 2-3 tháng và chỉ đặt tiếp khi mà tiêu thụ hết. Tuy vậy thì phía công ty đánh giá tình hình kể từ tháng 3 nó có khởi sắc hơn, đơn hàng bắt đầu mạnh hơn 2 tháng đầu năm và cho thấy dấu hiệu phục hồi. Công ty kỳ vọng đơn hàng sẽ mạnh hơn trong quý 3 và quý 4 năm nay. Theo đó thì Phú Tài dự báo doanh thu mảng gỗ sẽ đi ngang so với cùng kỳ,
Về biên lợi nhuận gộp thì do năm nay sản lượng yếu và giá bán giảm nhẹ nên biên lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 22-23% những năm trước về mức dưới 20% trong năm 2023. Thứ hai là mảng đá. Đối với mảng đá ốp lát thì công ty không tập trung đẩy mạnh bán hàng cho các dự án bất động sản vì năm nay thị trường đóng băng mà. Thay vào đó thì Phú Tài chủ yếu tập trung cung cấp đá cho các dự án hạ tầng như cung cấp đá granite hay marble cho sân bay Tân Sơn Nhất, đá lót vỉa hè cho các dự án hạ tầng địa phương. Ngoài ra thì công ty đặt kỳ vọng mảng thạch anh nhân tạo xuất đi Mỹ sẽ là đầu kéo tăng trưởng chính trong năm 2023. Năm ngoái đã chạy full công suất 200.000 m² cho giai đoạn 1 rồi các bạn. Theo đó thì công ty sẽ lắp đặt thêm một dây chuyền để nâng tổng công suất ở nhà máy Đồng Nai lên 450.000 m² một năm. Ban lãnh đạo dự báo năm 2023 sẽ là năm của mảng đá với doanh thu dự kiến tăng trưởng hai con số và biên lợi nhuận gộp nó loanh quanh khoảng 30-31%. Tổng quan về triển vọng kinh doanh quý 1 năm 2023 thì nhìn chung cả hai mảng trên vẫn yếu các bạn. Dự báo doanh thu lợi nhuận quý 1 sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái vì mức nền năm ngoái rất là cao đúng không? Vì chúng ta đều biết là mảng gỗ xuất khẩu nó rất là mạnh trong nửa đầu 2022. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo nhìn nhận mọi thứ sẽ tốt dần lên kể từ quý 2 năm 2023 và nửa sau 2023 sẽ có tăng trưởng so với cùng kỳ. Đầu kéo chính năm nay sẽ là mảng đá với mảng thạch anh nhân tạo là mũi nhọn. Theo đó thì Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 là doanh thu tăng 3% đạt 7.225 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cốt lõi 2023 tăng 9% đạt 550 tỷ đồng. Tức là ở đây mình chỉ so là mảng gỗ và đá năm nay so với gỗ và đá năm ngoái nha. Năm ngoái mình loại cái phần bất động sản ra khỏi lợi nhuận trước thuế. Mình nghĩ tuy cái xu hướng đơn hàng gỗ cho các quý tới sẽ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ, tuy nhiên cũng khó mà nói là xu thế này nó sẽ bền vững cho tới suốt năm. Mình nghĩ rằng thời điểm mà chúng ta có thể cân nhắc đầu tư vào Phú Tài có thể là kể từ quý 2 năm 2023. Ok, thì đó là toàn bộ cái phần nhận định của mình về cổ phiếu Phú Tài. Nếu bạn thích video thì hãy cho mình một like và hãy sub kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.